đập vỡ quan tài, cứu thai phụ sống dậy sau một ngày chôn cất. Dù không tin vào mắt mình nhưng cả gia đình vẫn súm vào đập vỡ quan tài để đưa thai phụ mới 16 tuổi ra ngoài sau một ngày cô nằm trong quan tài. Được biết Perez đang mang thai 3 tháng thì đột ngột bất tỉnh do cơn đau tim sau khi nghe thấy tiếng súng nổ gần nhà ở La Enchada, Honduras. Thấy cô có hiện tượng sùi bọt mép, bố mẹ Perez lập tức gọi thầy tới để làm lễ trừ tà vì cho rằng con gái bị quỷ ám. Chỉ đến khi Perez có dấu hiệu tắt thở, cả gia đình mới quyết định đưa cô tới bệnh viện. Sau khi nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ xác định rằng Perez đã chết và thông báo cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi Perez được chôn cất thì đến ngày hôm sau, anh Rudy Gonzalez tới thăm mộ vợ mình và nghe thấy tiếng la hét từ bên trong. Quá sốc và không tin vào tay mình, anh gọi cả bảo vệ đến để kiểm tra xem và họ xác định có tiếng kêu cứu của cô gái trẻ. Đoạn video do người thân trong gia đình quay lại cho thấy nhiều người đang cố gắng đập vỡ ngôi mộ vừa xây và kéo quan tài của Perez ra ngoài xem cô có may mắn còn sống sót hay không. Thế nhưng khi mở nắp quan tài ra thì Perez vẫn nằm bất động, dù cơ thể vẫn còn ấm, các đầu ngón tay cô có các vết bầm tím và tấm kính trên quan tài đã bị vỡ. Perez được đưa tới bệnh viện sau đó, nhưng các bác sĩ một lần nữa khẳng định cô đã chết và cho rằng tiếng kêu có thể chỉ là ảo giác của anh Rudy. Tuy nhiên, nguyên nhân tại sao đầu ngón tay của cô gái bị bầm tím và tấm kính bị vỡ vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng. Bà Maria Gutierrez, mẹ của Perez, vẫn tin rằng con gái mình đã bị trôn sống và đổ lỗi cho các bác sĩ chẩn đoán và ký giấy chứng tử quá vội vàng. Perez sau đó đã được an táng tại chính ngôi mộ ban đầu của cô. <laughs>